Chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Dạ, con xin được đọc phần chánh kinh. Bài học hôm nay: thắng pháp phổ thông, thắng pháp tập yếu, Abhidhammattha Sanyaha, thắng pháp bài 8 và 9, tâm quả vô nhân. Chánh văn: Upet Upet kha sagaha tăng chát khu vinh nhà năng ta tha sơ tắc vinh nhà năng gà na vinh nhà năng chiêu hà vinh nhà năng đức kha sa ga ha đức kha sa ha ga tăng ca ya vinh nhà năng upet kha sa ha ga tăng bát tích ca na chít tăng upet kha sa ha ga tăng san ti rana chit tan che ti ma ni sat ta bi akusala vi ba at chit ta ni na ma 10 uvet kha sahagat tan kusala vi ba kang chat khu vinh nhà năng ta tha sơ ta vinh nhà năng ga na vinh nhà năng chiêu ha vinh nhà năng sugaha gắt tăng ca ya vinh nhà năng ư vết kha sa gắt tăng sam bát tích cha na chít tăng sơ man na sa ha sa sa ha gắt tăng san ti ra na chít tăng ư vết kha sa ha gắt tăng san ti ra na chít tăng chê ti i ma ni át tha bi ku sa la vi ba ca hề tu ca chít ta ni na ma. Nhãn đi với xả cũng vậy, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đi với khổ, tâm tiếp nhận đi với xả, tâm kiểm tra đi với xả. Dạ không sai rồi, con tưởng đâu là dư một chữ, con xin đọc lại. Nhãn thức đi với xả cũng vậy, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đi với khổ, tâm tiếp nhận đi với xả, tâm kiểm tra đi với xả. Bảy tâm này gọi là tâm quả dị thục, bất thiện, vô nhân. Nhãn thức đi với xả cũng vậy, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đi với lạc, tâm tiếp nhận đi với xả, tâm kiểm tra đi với xả, tâm kiểm tra đi với hỷ. Tám tâm này gọi là tâm quả dị thục, thiện vô nhân. Ubet kha sahagatang đi với xả, chát khu vinh nhà năng nhãn thức, thị giác, ta tha cũng vậy, sơ ta vinh nhà năng nhĩ thức, thính giác, gà na vinh nhà năng tỷ thức, khứu giác, chiêu hà vinh nhà năng thiệt thức vị giác, cà giác vinh nhà năng thân thức xuất giác, đức kha sa ha ga tăng đi với thọ khổ, su kha ga ha tăng đi với lạc, sam bát tích cha na chít tăng tâm tiếp nhận, san ti ra na chít tăng tâm kiểm tra, sơ mana sa sa ha ga tăng đi với thọ hỷ, ma ni sát ta bi bảy tâm này, i ma ni at ta bi tám tâm này, akusala vi ba ca chít ta ni tâm quả dị thục bất thiện vô nhân, kusala vi ba ba kusala vi ba ca hề tu ca chít ta ni tâm quả dị thục thiện vô nhân. Na má gọi là nói rõ hơn nên liệt kê như sau: một, tâm nhận thức quả bất thiện thọ xả; hai, tâm nhị thức quả bất thiện thọ xả; ba, tâm tỷ thức thọ quả
bất thiện, thọ xá. 4. Tâm thiệt thức, quả bất thiện, thọ xá. 5. Tâm thân thức, quả bất thiện, thọ khổ. 6. Tâm tiếp nhận, quả bất thiện, thọ xá. 7. Tâm kiểm tra, quả bất thiện, thọ xá. 8. Tâm nhận thức, quả thiện, thọ xá. 9. Tâm nhị thức, quả thiện, thọ xá. 10. Tâm tỷ thức, thọ quả thiện, thọ xá. 11. Tâm thiệt thị thức, quả thiện, thọ xá. 12. Tâm thân thức, quả thiện, thọ lạc. 13. Tâm tiếp nhận, quả thiện, thọ xá. 14. Tâm kiểm tra, quả thiện, thọ xá. 15. Tâm kiểm tra, quả thiện, thọ hỷ. Ngài Tịnh Sự có cách gọi 15 tâm kể trên như sau: tâm nhãn thức, quả bất thiện, thọ xả. Tâm nhị thức, quả bất thiện, thọ xả. Tâm nhị thức, quả bất thiện, thọ xả. Tâm thiệt thức, quả bất thiện, thọ xả. Tâm thân thức, quả bất thiện, thọ xả. Tâm tiếp thâu, quả bất thiện, thọ xả. Tâm quan sát, quả bất thiện, thọ xả. Tâm nhãn thức, quả thiện, thọ xả. Tâm nhị thức, quả thiện, thọ xả. Tâm tỷ thức, quả thiện, thọ xả. Tâm thiệt thức, quả thiện, thọ xả. Tâm thân thức, quả thiện, thọ lạc. Tâm tiếp thâu, quả thiện, thọ xả. Tâm quan sát, quả thiện, thọ xả. Tâm quan sát, quả thiện, thọ hỷ. Chú thích: phần chú thích của bài học này theo cách riêng chứ không theo bố cục của chánh văn để người học dễ hiểu hơn. Nếu đọc vào chú thích trước rồi trở lại với chánh văn, trong phần chú thích sẽ tuần tự với các điểm sau: A. Tâm vô nhân. B. Tâm quả dị thục. C. Tâm quả dị thục thiện và bất thiện. D. Ngũ quan. E. Tâm tiếp nhận và kiểm tra. Tâm vô nhân, á hê tu chít, tâm không có sáu nhân. Hê tú là tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Định nghĩa, vai trò và sự ảnh hưởng của những nhân này sẽ được giải rõ trong những bài sau. Nói tổng quát thì chính sự có mặt của những nhân này khiến làm tâm trở thành tốt hay xấu. Tâm vô nhân không có sáu nhân, đó vì vai trò máy móc, mùi lược. Có thể gọi tất cả tâm vô nhân là tâm cơ năng, nghĩa là làm việc máy móc chứ không có bản chất thiện hay bất thiện. Vì dựa theo bố cục của nguyên tắc nên để tâm vô nhân vào giữa tâm bất thiện và tâm tịnh hảo dục giới. Nếu khởi đầu thì nói về tâm bắt đầu bằng tâm vô nhân với ngũ quan sẽ dễ hiểu hơn. Tâm quả dị thục, quý ba các chích tá, có nghĩa là những tâm này sanh ra do nghiệp tạo và không bao giờ sanh khởi cùng một viễn tình tâm với tâm tạo ra chúng. Dị thục lấy từ thành ngữ dị thời nhi thục. Dị thời nhi thục khác thời mà chính. Một thứ tâm quả khác không dịch từ chữ viết bắt ca mà dịch từ thuật ngữ phá lá là tâm quả siêu thế. Tâm quả siêu thế khi đắc đạo sanh liền sao tâm đạo trong diễn trình tâm nên không thể gọi là dị thục. Trong cách nói ngắn gọn thì cả hai đều gọi là tâm quả. Vì khi nói về phá lá chích tá được gọi là tâm quả siêu thế nên ít bị nhầm lẫn. Tâm quả thiện và quả bất thiện được gọi để nói về những tâm sanh do nghiệp tạo thành. Phần này gồm những soi sáng mà chỉ có thắng pháp tạng Abhidhamma đề cập mà có trong kinh tạng.
ngoại trừ thân thức xúc giác và tâm kiểm tra có thọ khổ, thọ lạc, và khi thọ hỷ thì tất cả tâm còn lại đều thọ xả. Những tâm này sơ khai mùi lược nhưng đã có sự phân biệt cảnh tốt hay xấu. Sự phân biệt này do nghiệp chi phối chứ không phải là sự phân định, không phải sự phân định của suy diễn phân tích. Nguyên tắc nên nêu lên hai nhóm là tâm quả dị thục bất thiện vô nhân và tâm quả dị thục thiện vô nhân. Tuy vậy, để dễ hiểu và cũng là cách chia khác, chia hai nhóm này thành ba: A. Ngũ quan hay ngũ song thức. B. Tâm tiếp nhận. C. Tâm kiểm tra còn tiếp. Bài học do Hòa Thượng Giác Đẳng biên soạn. Chúng con thành kính đảnh lễ và con xin sám hối, con xin được đọc bài kính Pháp Sư. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng giới Như Pháp lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng diễn giải và học ngày hôm nay. Và con tri ân Sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bướng bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh ráng, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thật đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến Ngài ạ. Thưa Bậc Cụ Như Pháp, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính đảnh lễ chư Tổ Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay chúng ta bước vào một phần mới nói về tâm thức. Phần này nếu chúng ta đọc thoáng qua có vẻ như là nó không có nhiều, mang nhiều cái màu sắc đáng chú ý và hấp dẫn như là nói về tâm bất thiện hay cái tâm tình hảo, nhưng đó chỉ là cái cảm giác thôi. Một khi mà chúng ta đi sâu vào những thứ tâm gọi là tâm vô nhân này chắc, thì thứ gì sẽ nhận ra là rất là thú vị và hết sức cần thiết để chúng ta nắm vững. Và đây là một ở trong những lĩnh vực mà chỉ có Thắng Pháp Tạng ở Bình Thông mới cho chúng ta những chi tiết như vậy. Ở trong Kinh Tạng thì có đề cập nhiều vào những tâm như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Nhưng mà thật ra thì nói chuyện nói ở trong Kinh Tạng mang tới cách đại loại không đi vào vĩ mô, và do vậy có nhiều điểm mà chúng ta rất là dễ ngộ nhận nếu chúng ta không có sát kỹ. Thưa quý vị, thứ nhất là chữ vô nhân. Ở đây chúng ta chú ý là ở trong chữ Hán có nhiều khi chữ vô, chữ bất, chữ phi ấy, nó giống nhau.
đều là không đều là chẳng. Nhưng mà trong tiếng Việt Nam của chúng ta thì chúng ta nên hiểu rõ ở trường hợp này, chữ vô nhân á, ở đây nó hoàn toàn nó khác với cái chữ vô nhân mà chúng ta gọi là bất nhân hay là phi nhân, thậm chí là vô nhân nữa, là theo nói tiếng Việt bình thường. Chúng tôi cũng có trăn trở nhiều về điểm này, và cũng có lần Hòa Thượng Từ Sư cũng lên tiếng để có giữ chữ này. Thật ra trong tiếng danh từ chuyên môn thì có cái chữ mu lá là chữ căn, và chữ hê tú thì là nhân. Cái chữ hê tú được hiểu như cái rễ, và mu lá được hiểu như cái gốc, mà chúng ta thường nói gốc rễ nói chung. Nhưng mà thưa quý vị, trong một cái cây đó, cái rễ là cái gì mà có thể chúng ta không thấy được, nhưng mà rễ đóng cái vai trò là giữ cái cây đứng, hấp thụ phân đất đưa vào trong cây, và đồng thời chính rễ đóng cái vai trò chi phối cái vị, cái hương của cây. Chúng tôi lấy ví dụ là cũng thời Măng Cục mà chúng ta trồng ở Lái Thiêu, nên vùng đất ít phèn, nó sẽ có cái vị khác hơn là Măng Cục mà chúng ta trồng ở Lục Tỉnh, nơi mà rất có nhiều phèn. Và khi phèn ảnh hưởng tới trái Măng Cục á, thì nó ảnh hưởng qua cái sự hấp thụ của rễ, và từ rễ đến những bậc thân cây, và dẫn đến hoa trên trái. Dĩ nhiên là đời sống bình thường, khi chúng ta trồng cây, chúng ta không để ý đến cái rễ nhiều. Nhưng mà thật ra, những người mà chuyên nghiên cứu về thực vật á, thì họ cho chúng ta biết nhiều về bộ rễ, những loại rễ khác nhau, và những loại cây nó được hấp thụ như thế nào, những cái màu mỡ khô cằn, những cái khoáng chất ở trong đất để đưa vào cây. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng có sáu cái nhân hê túng. Ở đây chúng ta nói là cái rễ đó, mu lá là căn thì giống như gốc, mà hê túng giống như là nhân giống như rễ. Đó là tham hay sự dính mắc, sân hay là cái sự khó chịu với đối tượng, si là trạng thái bao phủ mê mờ, vô tham là trạng thái không có dính mắc, vô sân là trạng thái mát mẻ không nóng nảy, và vô si là sự sáng suốt của trí tuệ. Sáu nhân này đó, nó đúng với vai trò khiến cho tâm tốt hay là tâm xấu. Và cái chuyện xấu thì nó dễ hiểu, nhưng mà cái tốt ở đây thì ở trong thánh pháp là chia là có cái tốt của tâm tình hảo và có tốt của tâm. Dạ, quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút. Dạ, quý vị chờ chúng tôi một chút.
Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát nghe hòa thượng Nhất Đẳng đang có điện thoại ạ. Dạ, Như Pháp thấy quý vị chạy ra chạy vào nên Như Pháp xin phép được cầm mic một chút xíu. Dạ, Như Pháp xin xuống mic ạ. Xin lỗi quý vị có nghe được không? Xin lỗi quý vị có nhân vật xin lỗi chư Đức Phật quý vị có ở chùa đang có vài việc rất là quan trọng vụ tượng Phật nên chúng tôi không thể không trả lời được nên đang nên đã gián đoạn đã gián đoạn bài giảng. Xin lỗi chư Đức Phật quý vị. Bây giờ chúng ta trở lại với bài học quý vị. Chúng ta nên hiểu rõ cái chữ vô nhân ở đây là không có nhân chứ không phải là phi nhân, bất nhân. Và nhân ở đây hiểu là rễ, là cái gì chi phối cái bản chất của tâm. Và xá nhân là vô tham vô sân, tham sân si, vô tham vô sân vô si, tạo nên những cái tâm bất thiện, tâm tình hảo. Thì ở đây á là những tâm niệm hoàn toàn không có sáu nhân đó. Nhưng mà điều này không có nghĩa là vì vậy tâm này không quan trọng, mà những tâm này đó cho chúng ta biết rất nhiều về tâm và cảnh, về nhân và quả, về cái cơ năng, tức là sự làm việc máy móc của tâm. Khi mà chúng ta học về những trình tâm thức thì chúng ta bắt buộc phải biết điều này. Và chính những tâm này nói cho chúng ta biết sự khác biệt. Khi chúng ta đề cập đến 18 giới ở trong kinh tạng và 18 giới ở trong thắng pháp, và khi chúng ta nói về quận xứ đấy, chúng tôi không có muốn nói lên một việc là mỗi lần mình nói cái gì đó mình quan trọng hóa vấn đề. Nhưng mà kỳ thực những tâm này là những tâm rất là quan trọng. Thông thường trong những lớp thắng pháp á, khi chúng tôi ôn bài với cái phật tử, những người học viên á, chúng tôi thường gặp một điều rằng vì lý do gì đó mà các học viên hay lơ là với cái ý nghĩa mà đáng kể của tâm vô nhân. Sự lơ là này đó nó dẫn đến một số cái ngộ nhận. Nên đi, khi chúng ta học thắng pháp và khi chúng ta học về tâm đó, thì chúng ta nên học rõ về tâm vô nhân. Và ngày hôm nay khi mà chúng ta học bài này, thưa quý vị, thì chúng ta sẽ không có học hết, mà chúng ta sẽ học thêm một vài buổi nữa, buổi học nữa mới đi qua khỏi cái phần tâm vô nhân này.
Vì Chúa thì ở đây cũng xin nói thêm một điều là nếu chúng tôi không có dùng cái quyển Thắng Pháp Tập Yếu Luận Abhidhammasangaha để làm cái giáo trình á, thì chúng tôi sẽ không có giảng tâm bất thiện trước, mà chúng tôi sẽ giảng tâm vô nhân trước. Từ cái tâm vô nhân rồi mới bước qua tâm bất thiện, mới tâm thiện. Tâm vô nhân đó là cái tâm trung tính, không mang tính cách thiện hay bất thiện. Từ cái trung tính đó mới đi qua bất thiện, qua thiện. Và ở trong cái giáo trình Thắng Pháp Tầm Yếu ở đây đó mà chúng ta học đó, thì mở đầu là tâm bất thiện, rồi kế là tâm vô nhân, rồi kế là tâm thiện. Thành ra cái tâm vô nhân nó bị chen bởi giữa như cái cục nhân vậy đó. Thì thật ra thì cách này cũng là một cách truyền thống, nhưng mà đa số, một số cái trình bày khác đó, là ví dụ chúng ta trình bày về sáu thức, thì chúng ta khởi đầu với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệp, thân, thức, rồi sau đó chúng ta mới nói đến ý thức. Thì như vậy sẽ dễ hiểu hơn. Và chúng ta sẽ dành nhiều thời gian nói về ngũ sục thức. Thưa quý vị, bây giờ thì ngày hôm nay khi mà chúng ta nói về chữ vô nhân đó, chúng ta sẽ đi đến một cái từ ngữ khác cũng liên hệ đến những tâm này, đó là tâm quả vô nhân. Đã. Tâm vô nhân có hai, một là tâm quả vô nhân, hai là tâm duy tác vô nhân. Duy tác vô nhân nằm ở trong một bài học khác. Ở đây chúng ta nói đến tâm quả. Và quý vị sẽ thấy rằng chúng tôi ghi trong bài học là quả di thục. Dạ, tâm quả di thục. Đây là một sự phân biệt mà quý Phật tử học nên lưu ý, là trong Phạn ngữ và đặc biệt riêng về Thắng Pháp thì cái chữ tâm quả dùng để dịch cho hai từ, mà hai từ đó đó nó có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, nhưng mà chúng ta đều dịch chung là tâm quả hết. Một là chữ quý bác khác là tâm quả, hai là chữ phá lá là tâm quả. Thì quý bác khác mình dịch cho đúng á, gọi là tâm quả dị thục, và chữ phá lá chỉ là tâm quả mà thôi. Chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới đó sẽ có một cái chuyện chuyển đổi từ phao thoát qua Zoom, thì chúng tôi sẽ bắt đầu sử dụng cái biểu đồ chư pháp và những hình ảnh minh họa đó, thì quý Phật tử sẽ có lợi hơn khi quý vị học vào cái bộ Thắng Pháp này. Trong cái chữ tâm quả mà gọi là quý ba cá, có nghĩa là quả ở đây là một sự kết quả của nhân, mà chúng ta gọi là nhân quả. Trong lúc đó thì cái chữ quả mà chúng phá lá, thì thưa quý vị, cái quả đó đó nó mang một ý nghĩa, nó không liên quan đến nghiệp quả. Còn cái chữ quý ba cá là cái chữ mà chúng ta gọi là tâm quả gì thục á, nó là cái những nghiệp quả. Phá lá không phải là nghiệp quả, và phá lá chỉ là tâm quả. Và riêng trong Thắng Pháp thì dùng chữ phá lá là quả siêu thế. Dạ, tức là chúng ta đó có tâm đạo và tâm quả. Đạo là sự sát trừ phiền não, và do sự sát trừ phiền não, những cái tâm tiếp tục theo đó tự nhiên là tâm quả, và những cái tâm quả đó nó cùng sanh trong một diễn trình tâm thức. Nhưng mà riêng về tâm gọi là quý bác cá, thí dụ như một người khởi lên tâm tham, và cái tâm tham nó tạo ra tâm quả đó, thì cái tâm tham và tâm quả của tâm tham đó, nó không thể nào cùng sanh khởi trong một diễn trình tâm thức được, như là tâm quả và tâm đạo siêu thế. Dạ. Thành ra ở đó mang ý nghĩa mà chúng ta gọi là akaliko, là nó
tâm quả đó không có thời gian, không có xen vào giữa thời gian. Khi tâm đạo sanh khinh thì tâm quả sanh lên. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ đó, khi mà tụng ân đức pháp bảo không, cái câu mà Akadiko là pháp, khi được đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ, hay là ở đây không phải chậm trễ mà không gián đoạn, và giữa tâm đạo và tâm quả đó, thì cái tâm đạo đi trước tâm quả đi sau á, thì cái tâm đạo đó, đó nó không có gián đoạn. Còn cái tâm mà tạo nghiệp và cái tâm mà gọi là quả của nghiệp đó, thì cái tâm đó, đó chúng ta gọi là tâm di trục, nó phải có gián đoạn, tức là phải khác thời gian, và nó không thể cùng trong một sát na được. Ví dụ bây giờ chúng ta chửi mắng người khác, và cái tâm sân chửi đó, nó phải nằm một cái diễn trình tâm khác, mà cái kết quả mà mai mốt về chúng ta bị người ta chửi lại, mà cái gọi là nhĩ thức quả bất thiện đó, nghe tiếng chửi đó, thì nó không thể cùng đúng, nó không thể liên tục tiếp nối theo cái lời chửi được. Thì bây giờ chúng ta phải phân rõ hai cái chữ quý ba cá, dịch là quả di thục, và phá lá là tâm quả. Dạ, tâm quả ở đây mà nói tâm quả trong đạo quả đó, hai cái là nó khác nhau. Nói đến một cái khía cạnh khác, mà khía cạnh này tương đối bị hiểu sai nhiều ở trong khi học ở trong kinh Tạng, đó là tâm quả có hai, tâm quả vô nhân có hai, là tâm quả bất thiện và tâm quả thiện. Tâm quả bất thiện là cái tâm nhận biết cảnh xấu, và tâm quả thiện là tâm nhận tốt. Và cả hai cái thiện và quả bất thiện và quả thiện này đó, nó đều bị tạo, đều bị tạo bởi những cái nghiệp trong quá khứ. Đây là một cái điểm rất là tế nhị, mà bây giờ chúng ta tạm nói ở ngoài lề một chút xíu, dọc với vị lưỡi vị điểm này. Và nếu vị nào mà có theo dõi lớp Phật pháp lúc này đó, thì đây là vấn đề mà thỉnh thoảng chúng tôi hay nêu ra đối với Hòa Thượng Từ Siêu. Thì thưa quý vị, cái hiểu bình thường của chúng ta đó là khi chúng ta ngửi mùi, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thì chúng ta hay quan niệm rằng cái nhận biết sơ khởi đó nó chưa có mang yếu tố là tốt hay xấu. Và tốt hay xấu là do cái quan niệm sau đó của chúng ta. Ví dụ như là quý Phật tử không có thích màu vàng rực rỡ của hoa mai, mà quý vị thích cái màu hồng của hoa đào. Có ai tặng quý vị một cái hoa mai cho ngày Tết á, thì chúng ta bởi vì không thích hoa mai chỉ thích hoa đào á, thì chúng ta không có cảm tình, thậm chí chân ở trong nhà mình cảm thấy khó chịu. Và nếu chúng ta thích hoa mai mà ai tặng hoa đào á, thì chúng ta khó chịu. Thì như vậy đó, chúng ta quan niệm như vậy là cái thích thú hay cái khó chịu đối với hoa mai hoa đào đó, nó là dựa trên cái cá tính, dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân và dựa trên cái quan niệm. Đó, ví dụ chúng ta là người miền Nam á, đôi khi chúng ta không có thưởng thức hoa đào giống người miền Bắc, mà nếu chúng ta là miền Bắc á, thì chúng ta không có thưởng thức hoa mai miền Nam. Thì điều này nó dẫn đến một cái nhìn là như vậy, là cảnh mà gọi là tốt hay xấu á,
nó là do văn hóa, do quan niệm hiện đại, chứ nó không phải là do tự nó. Dạ, tự nó. Hay là quý Phật tử có vị mà thích bolero, mà quý vị thuê nhà có rock and roll, nghe nhạc rock quý vị cảm thấy khó chịu, mà có những người thích nghe nhạc rock á, mà để nhạc bolero hay là cải lương của nhà thì quý vị nghe khó chịu. Thì như vậy đó, cái tốt cái xấu đó, nó đâu phải tự nhiên, mà cái tốt xấu đó là do văn hóa, do quan niệm, do cái định kiến của chúng ta. Đó là quan niệm bình thường. Nếu dựa trên quan niệm này đó, thì một khi cảnh xuất hiện thì nó vẫn chưa có sự phân định là quả là tốt hay cảnh xấu, mà nó phải trải qua một cái tiến trình là tiếp nhận, phân tích, thưởng thức, rồi thì mới gọi nó là tốt và xấu. Đó là cách hiểu bình thường. Đó là cách hiểu bình thường chúng ta. Nhưng mà rơi với trong thắng pháp á, thì ngay từ cái khởi điểm mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, mà chúng ta gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, hay là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Ngay từ cái biết rất tiên khởi, rất đầu tiên, giữa cảnh sắc với con mắt, giữa cảnh thinh với nhĩ thức, giữa mùi với tỷ thức, giữa vị với thiệt thức, và với xúc với thần thức. Ngay từ cái sát đa rất tiên khởi đó, thì nó đã có một cái sự định đặt rõ ràng là cảnh tốt hay cảnh xấu. Đây là một điểm rất khó hiểu nha quý vị, và rất là khó hiểu ở trong Phật pháp, và riêng ở trong thắng pháp. Thì bây giờ chúng ta đi đến một cái phân tích khác, là nếu quý Phật tử đi đến Las Vegas vào khoảng đêm, đi qua Las Vegas Strip, thấy cả một thành phố rực rỡ đèn màu, hay là quý vị đến một cái khu rừng rất là hoang vu, thâm u, thì cái đẹp và cái xấu, cái đẹp và cái xấu đó đó, nó là cảnh thực hay là do tư duy, do văn hóa tạo thành? Thì câu trả lời theo thắng pháp á, cái cảnh thực, những cái cảnh mà tiếp xúc đối với cái nhãn, chỉ thiệt thân thế thực, nó hoàn toàn là cảnh thực. Nó là cảnh thực chứ không phải là do suy tư tạo thành. Ở trong Phật pháp gọi là cảnh chân đế. Chắc xin quý vị. Và cái chân đế này đó, cảnh thực này đó, nó đơn thuần cho chúng ta biết về một số cái khái niệm rất là mụi lược, rất là sơ khai buổi đầu. Ví dụ mắt thấy cảnh sắc thì chúng ta biết đó là cái tròn, cái vuông, màu trắng, màu xanh, màu đỏ, gần hoặc xa, vân vân. Nhưng mà ngay cái yếu tố đầu tiên đó đó, thì nó bị chi phối bởi nghiệp. Chúng ta hiểu cái chi phối bởi nghiệp đó khác với cái sự suy diễn bởi tâm nha. Chi phối nghiệp là nghiệp trong quá khứ, và sự chi phối bởi cái tư duy đó là do chúng ta nhồi nặng, do chúng ta quan niệm. Thì ở đây có một điểm rất là khẳng định, là tất cả những gì mà gọi là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác theo thắng pháp đó, đều là cảnh thực. Cảnh thực, cảnh sắc mà mắt tiếp xúc, âm thanh mà tai nghe, mà lỗ tai nghe, như chúng tôi đang đứng ở đây, chúng tôi nghe tiếng chim hót,
Thì đó là cảnh thực. Và trong cái cảnh thực đó đó, nó đã được quyết định bởi cái nghiệp của quá khứ. Lấy ví dụ là tiếng chim hót. Nhiều với chúng tôi biết rằng đó là một cái cảnh do cái nghiệp hiện trong quá khứ. Bây giờ mình sẽ đứng sáng nghe chim hót. Hình ảnh của những cái hoa ở trước chánh điện, màu vàng, màu đỏ, màu tím, nhìn đẹp mắt, chúng tôi cũng biết đó là quả thiện. Và cái cảnh tốt hay cảnh xấu đó, đó nó không phải là do quan niệm, mà nó tốt xấu, mà nó tốt xấu là tự nhiên. Ví dụ như là giờ này lấy chúng tôi ở Ukraine, nếu chúng ta ở vùng Donbass mà đang nghe cái tiếng bom rơi đạn nổ, chát chúa tạo ra kinh hãi, những âm thanh mà mình không muốn, thì thưa quý vị, cái âm thanh đó đó nó là quả bất thiện, quả kỳ bất thiện. Hay hoặc giả là nếu chúng ta ở Donbass bây giờ, mình nhìn thấy đường phố, nhà cửa bị tan nát, đường phố vắng vẻ, mang cái không khí tan tóc của chiến tranh, thì cái đó là quả của nghiệp bất thiện. Những cái quả mình thích quả đó là chúng ta nhận hoàn toàn là một thực tại, chứ không phải là do nhồi nặng mà ra, hoàn toàn không. Mình chúng ta rất cần học về ngũ số công thức, tức là năm cái giác quan, là nhãn thức hay là thị giác, nhĩ thức hay là thính giác, thị thức hay là khứu giác, thị thức hay là vị giác, và thần thức hay xúc giác. Chúng ta rất cần học. Và hai cái tâm sau là loại tâm tiếp nhận cũng như tâm kiểm tra. Hai tâm này nó cũng đi theo cảnh tốt và cảnh xấu. Nó tương tự như là mình nhận được một cái món quà mà người ta gửi. Ngay cái giờ phút mà mình nhận, ngay cái giờ phút mà mình mở ra, thì cái tốt cái xấu của món quà nó đã quyết định trước rồi, nó đã quyết định bởi người gửi rồi, chứ không phải chờ lúc đó mình mở ra do cái sự nhận diện của mình, do cái sự kiểm tra của mình, do cái khởi niệm mình nói rằng à, cái này là cái tốt thì nó tốt, mà mình không nhận nó tốt thì nó không tốt. Mà năm cảnh sắc tinh khí vị xúc, khi mà mình tiếp xúc trực tiếp với năm giác quan, nó hoàn toàn là một thực tế, hoàn toàn là một thực tại, không phải là một sản phẩm của tư duy, của tưởng tượng. Và cái gọi là tốt và xấu, nó đã được quyết định ngay cái giờ phút tiên khởi đó, chứ không phải là à, mình thấy cái đó rồi mình ngồi mình suy diễn, mình dựa trên quan điểm cá nhân này đó thì nó mới ra tốt và xấu. Điểm này rất là thú vị và rất là quan trọng. Khi mà chúng ta đào sâu, chúng ta học về diễn trình của tâm thức. Thì quý vị, khi nãy chúng tôi có đề cập đến quý vị đó, là khi soạn giáo trình này, chúng tôi theo cái bố cục
của nguyên tác là quyển Thắng Pháp Tập Yếu Abhidhamma Mathasangaha. Và do vậy đó, ở trong cái bản dịch phía trên đó, thì quý vị Phật tử nếu đọc quý vị thấy được hai cái nhóm là nhóm tông quả bất thiện và tông quả thiện. Nhưng tông quả bất thiện thì có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức tiếp nhận và kiểm tra. Đó là nhóm bất thiện. Nhóm thiện thì cũng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức tiếp nhận và kiểm tra cũng giống như vậy, nhưng mà là quả, quả thiệt. Hai nhóm này không có gì sai hết. Nhưng mà trong bài học này thì chúng tôi đặc biệt là muốn chúng ta đi vào trong một cái cách mà thay vì tách hai nhóm dựa trên quả thiện quả bất thiện đó, thì chúng ta sẽ chia làm ba bài, chia làm ba phần trên tự. Một đó là chúng ta nói về ngũ quan, hai nói về tâm tiếp thu, ba là nói về tâm quan, tâm tiếp nhận, ba là nói về tâm kiểm tra. Đó là cái trình tự cũng giống như người ta nói hệ thống ngang hệ thống dọc vậy đó. Dạ, tại vì thật sự mà nói, đa phần khi mấy Phật tử học á thì tâm ngũ quan hay là gọi là ngũ song thức luôn luôn được nói chung với nhau. Thế nên chúng tôi không có tách rời năm cái thức riêng, mà chúng tôi theo cái cách mà cách này ngày tình sự cũng thường dùng là song thức. Song thức là một cặp nhãn thức, một cặp nhĩ thức. Cặp nhãn thức thì trong đó có quả thiện thì bất thiện, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức của bạn. Dạ, chúng ta sẽ nói trong bài học này. Quý vị đừng bối rối về sự khác biệt giữa cái bố cục của nguyên tác. Như trong nguyên tác thì có hai bài kệ, dạ, số 8 và số 9. Trong hai bài kệ đó thì bài kệ đầu nói về những tông quả bất thiện vô nhân. Và cái bài kệ số 9 thì nói về tâm quả thiện vô nhân. Ở đây chúng tôi không có trình bày hai nhóm riêng biệt như vậy, mà chúng ta sẽ nói về ngũ song thức. Chúng ta sẽ nói về ngũ song thức hay là năm giác hay là ngũ quan. Chúng ta sẽ nói về tâm chấp nhận. Chúng ta nói về tâm kiểm tra. Nó có sự khác biệt. Nhưng mà khác biệt như vậy thì nó cũng không có nghĩa là khác biệt, thưa quý vị. Không có nghĩa là nội dung khác biệt. Nó cũng nói về tâm quả vô nhân mà thôi. Nhưng mà chia như vậy thì nó dễ học hơn. Thật ra thì về những tâm này chúng tôi muốn với Phật tử đi chậm hơn một chút. Tại sao chúng tôi muốn việc chậm hơn một chút? Bởi vì thật ra khi mà chúng ta đề cập đến sáu thức, có nhiều cái chi tiết rất là lợi ích cho quý vị học kinh tạng, và kể cả hành thiền, và kể cả trong cái sự so sánh đối với luận đạn của Phật giáo Bắc Truyền. Thật ra thì luận đạn tạng Phật giáo Bắc Truyền đó, khi mà chia tâm á, thì thường chia theo sáu thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Rồi có nhiều khi thính mặt na thức, giả thức thì cũng chia theo trình tự như vậy. Và khi mà trong kinh tạng chúng ta nói về sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, thì giống như trong pháp luật chúng ta cũng nói về sắc, thinh, kinh, vị, xúc, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Và cái cách chia ở đây mà đầu tiên là tâm bất thiện, rồi tới tâm vô nhân, rồi tới tâm tịnh hảo đó. Thì biết tịnh hảo nó là một cái chia tương đối rất là đặc biệt của Thắng Pháp Abhidhamma. Dạ, chúng tôi muốn quý Phật tử
sử dụng một cái cách và tương đối rất dễ hơn. Dù sao thì phải nói một điều rằng chúng ta rất cần để có một khái niệm rõ rệt về những cái giác quan như là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác được hiểu như thế nào trong thắng pháp, được trình bày như thế nào qua cái lăng kính vĩ mô. Và chúng tôi cam đoan với quý Phật tử là ở đó chúng ta sẽ nghe nhiều điều rất là lạ, là tại sao những tâm niệm nó muội được, nhưng mà nó đúng là phải trò chi phối đời sống chúng ta lớn như vậy. Chúng ta rất là ngạc nhiên tại sao những tâm niệm nó chỉ là quả của nghiệp, chứ nó không thể khác hơn, mà chắc chắn là quả của nghiệp. Và điều đó cũng cho chúng ta biết rằng tại sao các bậc thánh nhân hoàn toàn đoạn diệt phiền não, chấm dứt sinh tử như là Đức Phật và chư vị A-la-hán đệ tử đó, thì các ngài vẫn còn thấy, nghe, ngửi đến, xúc chạm, thì các ngài vẫn luôn luôn nhận cái quả của nghiệp còn dư sót trong quá khứ. Chúng ta có danh từ gọi là hữu duyên. Học về những tâm vô nhân và tâm quả vô nhân này mở cho chúng ta một thế giới rất là đặc biệt. Và nếu chúng ta học kỹ phần này, khi chúng ta bước qua cái diễn trình tâm thức hay gọi là lộ trình tâm theo lịch sử đó, thì thưa quý vị, Đức Phật tử sẽ thấy được một điều rằng nhìn lại thì khi mình học những tâm vô nhân này nó rất cần thiết, rất lợi lạc cho lộ trình tâm. Quý Phật tử hoàn nghĩ nha, cho chúng tôi một chút xíu nha. Thượng tọa Tuệ Quyền ơi, dạ, thượng tọa Tuệ Quyền có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền có trước máy, dạ, xin kính thượng tọa hoàn nghĩ nha. Nói về sáu xứ một chút, bị sáu căn một chút, thượng tọa tại vì đang có một chuyện rất cần nha, để bước ra bên ngoài, thượng tọa nghỉ giúp chừng 10 phút. Dạ, kính thưa thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, 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 kính thưa thượng tọa, con sẽ điều khiển một chút xíu. Dạ, dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, thưa để chúng được nghe rõ. Dạ, chúng con kính lễ đến chư tăng, chúng tôi kính chào quý tăng đoàn cùng chư Phật tử. À, có thể nói rằng sáu căn cũng như sáu xứ phải có cái nơi, sáu căn này và nó có sáu nơi để mà tiếp xúc. Chúng ta được vui, được thua, mất còn, vui buồn, khổ đau gì xuyên qua sau này. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thì căn, thân căn và ý căn mới duyên cho sáu trần, nhãn trần, nhĩ trần, tỷ thân trần, ý trần. Và đó cũng là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thân xứ và ý xứ. Ở đó là nó có một cái điểm khởi. Chúng ta nhớ rất là tuyệt vời, lặp lại một chút xíu quý vị quay về cái chỗ mà đó, bởi vì có thức mà nó duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập, xem như là sáu đường dẫn vào đó. Thì sáu đường dẫn vào nó mới có cái xúc khởi. Thì từ cái chỗ mà có sáu căn này, có sáu nơi, có sáu xứ, tức là nơi chốn, nơi nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thân xứ, ý xứ đó mà khởi sanh tất cả cho chúng ta. Bởi vì nó tiến trình, nó bắt cái thí dụ nhãn thức này, thọ xả quả thiện, quả bất thiện gì đó, là chính là do tâm tư của con người mình, và nó tác động, vốn tác động coi như là trực tiếp hay gián tiếp, vui hay buồn, được hay mất gì, tất cả là có thể nói rằng là do chính xứ và căn chốn này. Bởi vì chúng ta nhớ trên cái tinh thần Phật pháp, thí dụ mình nói cho rằng che mắt, che miệng, che tay, che cái lỗ tai mình lại, bịt cái mắt mình, bịt cái miệng, bịt cái tai, mà ba cái con khỉ đó là ý niệm của thiền vị đó, thì quả thật thì nếu mà hiểu về Phật pháp thì không nói gì được.
người ta không có nhận thức, người ta không có nhĩ thức, không thiệt thức, thân thức, ý thức. Cái đóng lại đây, đóng không có đóng bằng cái căn, mà đóng bằng cái nhận thức. Mà từ cái chỗ mà có căn này, có xứ này, cho nên nhận thức khởi sanh. Như hồi nãy chúng tôi nói đó, chính là có xúc. Danh sắc nó duyên cho lục nhập duyên cho khi sắc sáu đường vẫn thì duyên cho lục xúc. Nghe chỗ này nó quan trọng. Ở xúc thì có cảm thọ. Thì cũng vậy, nhãn mắt tai mũi lưỡi, nhãn căn nhĩ căn tỷ căn thiệt căn thân căn và ý căn này, nó có sáu xứ, sáu nơi đó, để nó bắt nó tìm nó thấy. Thì ngay khi đó khởi sanh lên, khởi sanh lên cảm thọ. Cảm thọ vừa lòng, cảm thọ không vừa lòng, cảm thọ bình thường, cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ hỷ, cảm thọ xả, cảm thọ lạc, vân vân. Thì cái trạng thái đó đều do có cái nhân tác động. Và kính thưa quý vị, có thể nói rằng tuy nó là bất lợi, nhưng điều nó cũng là cái điểm tựa. Chúng ta phải nhớ nó cũng là một điểm tựa để mà tu tiến. Đóng được cái nhãn thức, mình có con mắt có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm, thân có thể đụng chạm, ý có thể suy nghĩ. Ý căn ở đây tức là hát đã giáo quá thú sắc ý vật hay sắc trái tim á, chúng ta nhớ như vậy. Ở nơi trái tim tức là xứ từ nơi trái tim đó mà nó khởi sanh lên, biết bao nhiêu là nguồn cơn. Cái sự đau buồn, cái sự vui, cái sự hạnh phúc, cái sự đau khổ, nói chung là thấy nghe ngửi nếm đụng này, các giác quan đó nó xuyên qua nổi lên cái cảm thọ cho chính chúng ta. Mà cảm thọ đó, chúng sinh lại ngay lúc này thì ái sanh có cảm thọ, thì thường là ái sanh thì chấp thú. Cho nên sáu căn sáu trần này khi bắt lấy cảnh sắc tai nghe tiếng mũi mùi thân xúc chạm lưỡi nếm vị thân xúc chạm, thì ở đó ý suy nghĩ đó nó khởi sanh lên, thì chúng ta chấp thủ, cho nó đau khổ ở chỗ này. Rồi không vừa lòng tức là sân đục nổi lên, cái sự bực bội, cái sự khó chịu, cái sân tật lận hối nó khởi sanh lên, nó bao nhiêu đó thôi. Cho nên làm khi mắt bé cảnh sắc này, các chị kheo phải thu thúc mắt, phải nhìn làm sao ngã đang hội Thế Tôn. Khi có nhìn thì phải nhìn mà không nói. Khi phải nhìn phải nói thì sao? Thì phải giữ chánh niệm. Đó, thấy không? Tức là mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm vân vân, tất cả gì mà chúng ta biết. Bởi vì tu trong thiền quán hay lắm. Thấy biết ghi nhận là thấy mà không phân biệt, vẫn có cảm thọ, nhưng cảm thọ đó nó chỉ cảm thọ xa nhẹ nhàng. Nhìn ở đó cũng có xứ, cũng có căn, cũng có xứ. Cái nơi chốn đó, xứ là nơi chốn. Dạ. Và cảm thọ khởi sanh lên, nhưng cảm thọ cảm chỉ là cảm thọ xả bình thường, thì mọi việc không đau khổ. Cái đó là có chánh niệm tỉnh giác, có chánh niệm. Còn nếu như mà nhìn đắm đuối và say mê, ái khởi sanh, nhìn cảm thấy không vừa lòng thì sân độc khởi sanh. Nghe cũng vậy. Nghe cái tiếng trầm bổng du dương, nghe cái tiếng trép bát, âm thanh nổi lên thì vừa lòng thích thú, ái khởi sanh. Nghe cái tiếng chát chúa không vừa lòng thì bực bội khởi sanh. Dạ. Thì cái nào nó cũng có một cái đó là cái điều thuận và cái điều nghịch. Mà thuận nó tức là ái sanh, mà nghịch tức là sự sân độc khởi sanh. Khi chúng ta học cái thắng pháp đó, chúng ta hiểu biết được à, bắt bắt cái cảnh sắc này tại sao như vậy, nhãn thức thọ xảo quả thiện quả bất thiện à, mà khi mà nó bắt thấy như vậy thì thay chỉ là cái tâm bình thường nó khởi sanh lên, đó mới là một chuyện mà chúng ta cần phải có một sự suy nghĩ.
Dạ, bạch hòa thượng đã có mặt chưa? Nếu khi nào hòa thượng có mặt, hòa thượng báo cho con để con biết, con thỉnh hòa thượng tiếp tục. Thì có thể nói rằng là khi chúng ta tu, có vẻ chính rất là quan trọng, bởi vì hòa thượng đã nói, chúng tôi chỉ nói sáu căn sáu xứ thôi, chứ không có nói đến cái tâm quả vô nhân nha, quý vị nhớ cho mọi người. Dạ. Thì cho nên sáu xứ sáu căn này nó là một cái nền tảng làm cho biết bao nhiêu là cái tốt cái xấu, cái vui cái buồn, cái này cái nọ nó khởi sinh lên cho chính chúng ta. Chúng ta cần phải có một cái sự, bởi vì chúng ta nhớ thu thúc lục căn sanh vara tức là tại sao Phật ngài biết ngài kêu chúng ta ở trong mà trong tứ thanh tịnh giới cũng như phải thu thúc lục căn để ngăn ngừa những ác pháp phiền não nó không khởi sanh. Hay lắm. Chứ không phải là chúng ta nói là tu rồi thấy, chỉ biết thấy, nghe, biết nghe, ngửa ngửa. Cái đó khi chúng ta đi vào cái thiền quán, khi có một tu tập, một cái vững chắc, là chúng ta mới phân biệt, để chúng ta mới có sự theo dõi một cách thường xuyên, một cách liên tục đó. Chứ còn nếu như không, thì chúng ta dễ dàng có thể khởi sinh lên bất kỳ một cái mà chúng ta vừa lòng hay không vừa lòng, cái khó chịu hay khó hay là cái sự bực tức, cái sự thống thiết, cái sự khổ đau ở trong cuộc đời này khiếp lắm. Tại sao mà bắt chúng ta phải có sự thu thúc đối với sáu căn này, đối với sáu xứ này? Bởi chúng ta biết tâm của chúng ta, nếu như chúng ta không có sự thu thúc, không có sự kiềm chế, thì nó chạy, nó nhảy. Bớt thấy, bớt nghe, bớt nói hay, tức là có cái miệng thiệt thức này thì có âm thanh nó sẽ phát ra. Hồi nãy chúng tôi nói hình ảnh của triết lý đó, có miệng mà không nói, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, tức là chúng ta bớt nghe bớt thấy, chứ không phải là bịt lại hết là nó được an vui đâu, chưa chắc, bởi vì còn ý căn nữa mà. Chúng ta thấy không? Bớt nghe, bớt nói, bớt thấy. Đây là tuyệt vời. Tại sao nói nhiều là nó sai nhiều, hay nói nhiều thì nó dễ bị phóng dật. Nhìn thấy nhiều cũng vậy. Và kính thưa quý vị, để cho tay nó thảnh thơi một chút xíu, để nó không phải làm, nó không phải làm phận sự nghe, mắt làm phận sự thấy, trong tứ ý nghĩa của nó đó, cái phần sự của nó là thấy, nghe, hay lưỡi thì nó nếm, mũi thì nó ngửi, thân này thì xúc chạm, cái phần sự nó đảm đương. Bây giờ chúng ta nó đảm đương thấy, nhưng điều nhìn thấy phải có sự kiểm soát, phải có chánh tầm, hay là cái chánh tư duy đó, chánh tư duy chính là chánh tầm một cách vững chắc, không để sân tầm hại tầm, dục tầm sân tầm hại tầm khởi sanh. Khi nghe cũng vậy, không để sân tầm dục tầm hại tầm khởi sanh. Và khi ngửi, khi thấy, khi nếm, khi đụng, nói ý nghĩa tu quá không phải không, quả thật thì không phải cái chuyện gì mà tu, mà đó chính là một cái chuyện giữ gìn, kiểm soát nó thôi. Nếu như chúng ta biết kiểm soát cái miệng của chúng ta đó, cái lời nói của chúng ta thu thúc về khẩu căn, nên thu thúc về thiệt thức, thì chúng ta thấy, tức là chúng ta ít nói, người ta nó cứ lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo, thì bây giờ không cho nó làm việc nữa, không cho nó làm việc nói, cái nóc họng nó dính với cái lưỡi đó, thì cái người câm nó không được, nó bị che khuất, nó cứ thì cái nghiệp đó là nó quả vô nhân rồi. Thì nếu mà nó tên người vô nhân á, thì nó không thể nói được nữa. Đó là nghiệp, mà nghiệp đó là chính là nghiệp chúng ta cho là bẩm sinh, nhưng đều chính là nghiệp đó nó do nó ác khẩu nhiều quá, nhưng gặp người câm mà chúng ta
chúng ta sĩ qua họ như vậy cũng phải xem thường họ, nó cũng là cái thiếu phước khi mà sinh làm người. Mà chúng ta người vô nhân đó, không thể nói được hay không thể nghe được, và quả thật cũng không thể thấy được. Thì lúc đó nó cái nhãn căn nó không có. Bây giờ nó có nhãn căn, nhưng nhãn căn nó không thật, con mắt giả, thì là con mắt giả, con mắt mà nó được danh pháp nuôi dưỡng, một sắc pháp nuôi dưỡng một cách đầy đủ, từ đó nó làm chỗ tựa, làm chỗ nương cho nhãn thức khởi sanh. Bởi vì tâm sanh phải có căn, cảnh và thức, hay xúc sanh hay cảm thọ sanh, vì nó cũng phải có cái, nó cũng phải có cái điểm, tức là cái gì có căn, có cái nơi chốn, tức là xứ đó có cái cảnh, và có cái thức khởi sanh. Nó phải phải như thế, chứ không phải tự nhiên mà tâm sanh được. Cái nguyên lý của tâm sanh nó phải có, và khi tâm sanh có như vậy thì kính thưa quý vị, đó, đó cái chỗ mình đưa đến kết quả như thế nào là do chính mình. Giờ bạch hòa thượng đã có mặt chưa? Hòa thượng cũng chưa có mặt. Thì kính thưa quý vị, cho nên chúng ta đó tạo cái nhân chưa có mặt. Thì kính thưa quý vị, cho nên chúng ta đó tạo cái nhân gọi là người tam nhân, vô tham, vô sân, vô si. Chứ chúng ta là người, nếu như vô tham, vô sân, vô si thì chúng ta mới có thể chứng đắc thiền, định và đạo quả. Chúng ta nhớ ra là nếu như mà chúng ta là người nhị nhân, là người vô nhân, không cách nào mà chúng ta chứng đắc thánh đạo thánh quả được. Tuy nói rằng là tu tập ở tâm này phải có một cái sự tiến hóa, có một sự có một sự dũng mãnh, nhưng điều cái yếu tố quyết định nó phải như thế, thì là người tam nhân mới các cái pháp đồng sanh nó mới phối hợp được. Mà người là người nhị nhân, là người vô nhân thì không thể chứng đạo và không thể chứng thiền. Sa thú kinh truyền thưa họ tôi biết rất nhiều. Chúng tôi xin lỗi quý vị là sáng hôm nay tại vì có cái liên lạc về vụ vừa tương Phật, vừa về tương Phật ở ở xa về đó, và người ta mang đến chùa, chúng tôi phải phải nói chuyện nên thì gián đoạn chương trình. Rất xin lỗi quý vị là có lúc ở chùa nó hơi bận như vậy vào buổi sáng. Thưa quý Phật tử, ở đây thì chúng tôi xin thưa rằng đây là một cái cơ hội để chúng ta hiểu rõ là tại sao ở trong nhiều vấn đề đó, thì chúng ta cần bàn đến cả hai phương diện quy mô và vĩ mô. Vĩ mô là cái tối rất là chính xác, rất là tế nhị. Còn chúng ta nói về quy mô là cách nói đại loại, nói chung chung. Nó tương tự như là khi mình nói về thuốc, mình nói là thuốc trị đau nhức, thuốc giảm đau có Advil, có Tylenol, có Panadol chẳng hạn. Nhưng mà đối với một dược sĩ, một người hiểu biết thuốc thì họ mới cho chúng ta biết rằng có những cái dược chất nào, có những dược chất nào mà để giúp chúng ta giảm đau và những thứ khác nó như thế nào. Thì cái đó là cái nói vĩ mô. Thì bây giờ đó, khi mà mình học trong kinh tạng mà Đức Phật Ngài dạy về hãy phòng hộ sáu căn, thì cái sáu căn đó đó là một cách nói rất là chung. Mà ở trong Thắng Pháp đó, chúng ta có cái kiểu nói chung như vậy là vĩ mô. Ví dụ về học về sáu môn là nhãn môn, nhiễm môn, trị môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Môn là cánh cửa ra vào, và không nhất thiết chỉ có tâm nhãn thức sanh khởi ý môn, mà có hàng loạt nhiều thứ tâm khác nó ra vào là việc đó. Nó tương tự như là mình nói về một cái công ty mà chuyên về computer,
thì chúng ta đến đó chúng ta không phải chỉ gặp cái người mà chuyên viên về computer, mà chúng ta phải gặp người ở chỗ bán, những người ở cái chỗ tiếp xúc với khách hàng, những cái người tư cách là coi sổ sách, nhiều thứ khác nhau. Thật ra chúng ta không có nói đặc biệt chỉ riêng về computer thôi. Thì nhãn môn cũng vậy. Những cái tâm sanh khởi qua nhãn môn á, nó khác với nhãn thức. Nhãn thức sanh vào nhãn môn đã đành rồi, nhưng mà rồi nhiều cái tâm khác nó cũng đi trong cái lộ trình của nhãn môn. Nói cách khác thì trong cuộc sống của chúng ta có những cái khuynh hướng. Có những người rất thích âm nhạc, họ không có âm nhạc họ không sống được an lạc, thì những người đó họ thiên về âm thanh. Có những người họ rất thích về cảnh sắc mà không có cái màu sắc, không có những thứ kiểu cọ như là thời trang, quần áo kiểu này kiểu kia đó, thì họ cảm thấy đời sống họ rất là buồn. Có những người họ nghiêng nặng về vấn đề ẩm thực, ví dụ như chúng ta nói là họ thích món ăn này, thích món ăn kia, thì những cái này đó nó đi xuyên qua các cái môn gọi là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Nhưng mà khi mà chúng ta học ở đây những cái tâm gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 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 thức là chúng ta học một cái tâm sơ khởi, một sát na thôi. Sát na đó là sát na mà nhận biết cảnh sắc, nhận biết cảnh hình, nhận biết cảnh khí, nhận biết cảnh vị, nhận biết cảnh xúc. Và trong sự nhận biết đó, nó ở giai đoạn sơ khởi phôi thai, chứ nó chưa phải là giàu có, đa dạng và có cái thành kiến nghiêng vậy. Chúng ta nói như vậy là một cái âm thanh mà được biết bởi nhĩ thức, âm thanh biết lỗ tai đó, thì nó chỉ chứa được những tính chất là lớn là nhỏ theo âm lượng, âm thanh là du dương hay là chát chúa, vân vân. Chứ nó chưa có cái ý niệm đó là nhạc đồng quê hay là cải lương hay là nhạc cổ điển, nhạc ballad, nó chưa bao giờ có những cái phân tích về nhạc đó. Cái phân tích về nhạc đó nó là một cái tiến trình của ý đi sau, và nó phải lặp đi lặp lại nhiều cái diễn trình như vậy đó, nó mới đưa đến nhiều đó. Vì vậy chúng ta có thể hiểu được là một cái hình ảnh mà đập vào con mắt của chúng ta, thì cái hình ảnh đó nó chỉ đơn thuần là màu sắc, đường nét. Như đường nét kỹ hà đó là tròn, vuông, dài, ngắn, hình lục giác, hình bát giác. Nó chưa nhận đó là một bức tranh của Picasso, bức tranh của Van Gogh, hay là nó chưa nhận đó là một cái loại hoa, hoa cẩm chướng, hay là hoa thực dược, hay là hoa, nó chưa nhận ra. Nó chỉ đơn thuần là màu sắc của đường nét. Thì chúng ta phải hiểu một điều rằng mặc dù nó sơ khởi, nhưng mà không có nó thì thế giới bên ngoài nó không đi vào trung tâm chúng ta. Thế giới mà đi tâm chúng ta. Cũng như quý vị cầm một cái máy chụp hình lên, quý vị chụp, cái công việc của cái lens là mở ra để cho ánh sáng đi vào, nhận ra màu sắc. Nhưng rồi sau đó chúng ta về, chúng ta chỉnh sửa hay chúng ta làm gì khác, thì chúng ta thấy hình đẹp, hình xấu, chúng ta thích hay không thích, đó là chuyện sau này. Cũng liên quan tới tấm hình, cũng liên quan tới cảnh sắc thôi. Vì vậy chúng ta nên hiểu là cái nhãn nhĩ thị thiệt thân thường nói ở trong kinh tạng là chúng ta nói về cái nói đại loại, nói về macro, nói về cái quy mô, chứ không phải là nói về micro, nói về vĩ mô như là chúng ta đang nói về các tâm vô nhân ở đây. Thì thưa quý vị, trong cuộc sống này nó vốn dĩ là có nhiều cái ảnh hưởng của nghiệp. Và cái ảnh hưởng của nghiệp đó
nó chi phối chúng ta cả ba phương diện căn, cảnh và thức. Thí dụ như cũng về cái lưỡi, nhưng mà cái lưỡi của Đức Phật và lưỡi của một số những người hữu phước ấy, thì cái lưỡi đó có khả năng nếm một cách tinh tế hơn, hơn là cái lưỡi người bình thường. Mắt tinh, tai thính, nó cũng là do cái nghiệp quá khứ trong chi phối. Thành ra khi mà chúng ta nói về các căn ấy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì thưa quý vị, những cái nền tảng này đó, nó vốn dĩ là được quyết định, được tạo ra rất nhiều bởi quá khứ, bởi nghiệp. Cho vì chúng ta thấy ở trong thế gian này cũng thời lỗ tai nghe, nhưng mà có những cái loài vật như lỗ tai con chó rất là thính, nghe rất là xa. Có những loài mắt thấy trong đêm. Và chúng tôi biết như ở Mỹ này người ta nói rằng qua rất là nhiều cái đo đạc đó, thì một con gấu nó có khả năng nó ngửi được mùi đồ ăn cách hơn 12 cây số. Thưa quý vị, đối với chúng ta làm gì mà chúng ta thấy ngửi được cái mùi quá 100 thước hay là quá một cây số? Thường không thấy, từ khi cái mùi đó nó đập vô mũi mình thôi. Nghĩ đến 12 cây số mà có thể ngửi được cái mùi mật ong hay là mùi thức ăn, thì như vậy cái căn của chúng ta đó, nó đã dùng việc quá khứ rồi. Và cái cảnh, cảnh đó thì nó cũng tạo ra cái cảnh tốt, cảnh xấu. Chúng tôi biết có những người ở trong cuộc đời đó, họ chỉ có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm những thứ rất tầm thường. Nhưng mà lại có những người có những thứ đó mà cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm của họ đối với những cảnh đó rất là tế nhị, rất là khả ái, khả ý. Ví dụ như có những người sống tại Ấn Độ mà chúng tôi đã từng gặp, họ ở trong cái nhà mà họ đào vô giống như cái hang vậy, và quần áo của họ đó thì nó đen đúa, nó dơ, mà nó chỉ dùng được một trong thứ là để cho nó che cái hạ bộ khỏi lõa thể thôi, chứ thực sự suốt đời họ không có cái gì mà có được sắc thinh khí vị xúc mà tương đối là đẹp, là ngon, là khả ái, khả ý, mặc dù họ quen với những thứ đó rồi. Trong lúc đó thì chúng tôi biết có những người mà họ đi một chuyến bay thôi, một chuyến bay first class, mà cái giá nó lên tới 20.000 Mỹ kim cho cái vé hạng nhất ở trên máy bay. Và ở trên đó, đó thì chỉ có 10 mấy tiếng đồng hồ, mà họ thì ăn, có thể ngủ, có thể có phòng tắm riêng, có những thứ mà giống như là một cái chung cư sang trọng ở trên máy bay vậy. Thì những điều đó chúng ta hiểu rằng cái cảnh đó, nó đến là do cái nghiệp trong quá khứ. Và rõ ràng nếu về quá khứ. Và cái thức, chúng ta nói về căn, nói về cảnh rồi nói về thức. Thì cái thức ở đây đó là những cái thức sanh khởi mà tiếp xúc với cảnh đầu tiên, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, cái đó nó cũng là do nghiệp quá khứ. Thì như vậy, mỗi ngày chúng ta thức dậy, mỗi giờ trôi qua, mỗi cuộc sống, thì thưa quý vị, nó có một sự chiêu cảm rất lớn do nghiệp quá khứ. Và đó là cái gì đó, đó là cái gì mà rất là mơ hồ, rất là khó hiểu đến mỗi chúng ta. Mình cứ nghĩ rằng do
mình khéo, mình nấu bữa ăn ngon. Do mình hay, mình giỏi, nên mình đi đến một cái nơi đẹp đẽ. Do mình có tài, mình mới đàn những âm thanh rất là hay. Nhưng mà cái sự lựa chọn, cái khéo léo tạo nên, hay là sự đi đến kia đó, thật ra trong một cái nhìn nào đó của Phật Pháp đó, mình nhìn sâu nhìn rộng đó, là nó có sự can thiệp, luôn luôn có sự can thiệp của mãnh lực của nghiệp. Nếu không có nghiệp tốt đó, thì dù chúng ta giỏi cách mấy, chúng ta cũng không thể có những bữa ăn ngon, cảnh đẹp, tiếng hay được. Nếu chúng ta không có cái nghiệp mà nghiệp tốt trong quá khứ đó, thì thứ gì đời sống chúng ta trở nên rất là bất hạnh. Quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Để quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Dạ, quý vị chờ chút xíu. Nô con. Chúng tôi xin lỗi quý vị Phật tử nha. Có chút khi xin quý vị ở trong chùa đôi lúc rất là yên tĩnh, chúng ta có những giờ phút rất là nhẹ nhàng, chứ có những ngày cũng rất là bận rộn. Và bây giờ thì chúng ta trở lại tiếp tục với bài học hôm nay, khi mà chúng ta đề cập đến những cái tâm gọi là tâm vô nhân mà thuộc về quả thiện hay quả bất thiện. Từ một cái điểm bắt đầu mà nếu nó là quả bất thiện hay quả thiện đó, tốt hay xấu đó, tuy rằng rất là mùi lực, nhưng mà nó giống như là một cái hạt giống. Và cái hạt giống đó, đó nó kéo sau một cái chuỗi dài bởi những điều mà chúng ta không tưởng tượng. Thí dụ như quý Phật tử nhìn thấy một cái hoa sen nở, như trước phòng chúng tôi có hoa sen không, hay là quý vị nhìn thấy một cái hoa thường dược chẳng hạn, khi nở mình chỉ để ý cái hoa thôi, nhưng mà thật ra cái sen đó, cái hoa đó, nó bắt đầu từ một cái mầm. Cái mầm đôi khi nhỏ lắm, ví dụ cây mè, cái hạt nhỏ thôi, cái cải đôi khi hạt nhỏ thôi, và có những thứ cái hạt nó li ti chúng ta không biết được. Nhưng mà trong cái hạt đó, nó là một khởi điểm, nó lại tạo ra bao nhiêu là thứ khác biệt về sau này, từ cái hình thức của lá, cái màu của hoa, cái hương của hoa, cái vị của trái, vân vân. Những thứ đó nó từ cái khởi điểm mà ra. Và rồi từ khởi điểm này đó, ở trong cái bản chất thiên nhiên của chúng ta, nó lại còn bị ảnh hưởng bởi một thứ khác, đó là cái tập tính hay là cái thói quen của nhiều đời quá khứ.
cái tập tính này đó, nó cho chúng ta một số cái trường hợp là quý vị thường lại Phật, khi gặp Đức Phật quý vị sẽ cảm thấy hoan hỷ. Không phải ai nhìn từ Phật cũng hoan hỷ giúp nhau. Cũng như chúng tôi nói quý vị nghe là chúng ta là người Phật tử mà thường để bắt cúng dường, buổi sáng ra đường thấy chư tăng hàng hàng lớp lớp đi khất thực thì trong lòng có rất hoan hỷ. Có nhiều người họ không hoan hỷ điều đó, có nhiều người không hoan hỷ điều đó. Và rồi có một số người quen sống với sách vở, sưu tập có được càng nhiều sách họ càng vui. Có những điều họ rất sợ sách vở, khi gặp cuốn sách hơi dày chút đó họ sợ đọc rồi. Có những người họ thích ăn uống, chỗ nào chợ búa đông đảo, có không biết bao nhiêu sạp, bao nhiêu đồ thứ bán, mắc có rẻ có, đẹp có xấu có, thì họ đều muốn, muốn ăn, họ cảm thấy vui khi đi vào chợ. Nhưng những người họ không có đồ, không có tâm ăn uống, khi họ nhìn vào trong cái chợ bán nhiều đoạn họ thấy không ngộ. Thì cái này nó ảnh hưởng do cái thói quen. Và cái thói quen đó nó không thể gọi là nhân quả được. Và bên cạnh đó, nó lại còn thêm một thứ nữa đó, mà chúng ta nghĩ đó là cái phiền não. Dạ, cái phiền não. Phiền não là gì? Mình ghét cái gì đó, mình thương cái gì đó. Ví dụ Đức Phật Ngài dạy rằng, do đâu có chiến tranh? Do ganh tị và bỏng sẻn. Ganh tị bỏng sẻn do đâu? Do có cái thích và không thích, thương và ghét. Và cái thương ghét ở trong cuộc đời này đó, nó gắn liền với phiền não. Và cái phiền não đó, mặc dù nó bị ảnh hưởng bởi nghiệp, nhưng mà nó không hoàn toàn do nghiệp. Chúng ta nghe rồi câu chuyện của Ngài Buddha. Khi Ngài sinh Đức Phật đi sang xứ Sunaparanta để hoằng pháp đó, Đức Phật hỏi rằng, nếu người ấy chửi, người sẽ chửi con thì con nghĩ sao? Nếu con nghĩ rằng họ còn được tốt, không mới chửi, chưa đánh con. Nếu họ đánh con thì con nghĩ sao? Nếu họ còn tốt, không mới đánh cho họ chưa giết con. Thì thưa quý vị, cách suy nghĩ như vậy, cái quan niệm như vậy đó, thì nó lại cho chúng ta một ngã rẽ. Trong lúc đó thì cái gọi là quả của nghiệp đó, thì nó cho chúng ta rất ít sự lựa chọn. Nhưng mà cái phản ứng đối với cảnh đó, thì nó tùy thuộc rất nhiều vào cái trình độ, vào sự tu tập. Và do vậy, tại sao chúng ta phải bàn chi tiết vào điểm này? Và do vậy tại sao mà những phân tích về tâm lý của Đạo Phật đó, mở cho chúng ta một chân trời khác, mở cho chúng ta một cái cách suy nghĩ khác? Bởi vì không phải tất cả do ngẫu nhiên, nhưng mà cũng phải là cả mọi thứ đã được an bài. Có những thứ bị chi phối bởi nghiệp. Có những thứ được sản sinh ra do cái quan niệm sai lầm, do sự suy tư, do thói quen. Vì vậy khi mà mình học vào trong Phật Pháp mà học về nghiệp quả và phiền não đó, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ hiểu được một điều là cuộc sống đó là một hỗn hợp của quá khứ, của hiện tại, của nghiệp, của quả, của phiền não. Và nếu chúng ta chỉ nói nó một chiều thôi, thì thật ra nó không đủ vào đâu, thưa quý vị. Giống như bây giờ quý vị nói cà phê ngon, cà phê ngon á, không phải chỉ ngon là do cà phê thôi, nó còn do cách pha nữa. Mà cà phê ngon không phải chỉ do cà phê, không phải chỉ do cách pha, mà do người biết thưởng thức nữa. Nếu cà phê ngon không biết cách pha đó, thì nó cũng không ngon. Mà pha được một ly cà phê ngon rồi mà cái người không biết thưởng thức được, thì nó cũng không ngon.
Đó là cái bản chất mà Đức Phật gọi là Sankhara, là pháp hành, là những gì mà được kết cấu, được tạo nên bởi nhiều nhân nhiều duyên. Và chúng ta càng chiêm nghiệm về mặt này, chúng ta càng hiểu về mặt này, thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái phê phán, những nhận định một chiều phiến diện của chúng ta đều là nông nổi hết. Ví dụ như chúng ta nghe nói tên cà phê, cà phê đó ngon, cà phê đó dở, thì chúng ta phản ứng là ngon dở. Nhưng mà kỳ thật nó còn nhiều yếu tố khác nữa, không phải chỉ có hiệu cà phê không. Thì như vậy chúng ta nên nhớ rằng trong bài học này, khi mà mình học về tâm quả bất thiện và tâm quả thiện đó, thì những tâm quả này nó là những thứ tâm được tạo ra bởi nghiệp trong quá khứ. Và khi nghiệp tạo đó, thì nghiệp tạo cả hai thứ, cảnh và tâm luôn, chứ không phải chỉ cảnh thôi nha, không phải chỉ tạo cảnh xấu thôi, mà tạo ra cảnh và tâm luôn. Tạo ra cảnh tức là cảnh tốt, cảnh xấu. Mình tạo ra tâm là tâm quả bất thiện và tâm quả thiện. Đừng nghĩ rằng cảnh tốt, cảnh xấu đó, nó chỉ là vì bên ngoài, cái tâm ở trong chúng ta là mới quyết định. Không, cái tâm mà quả bất thiện đó, nó vẫn được tạo ra bởi nghiệp. Quý Phật tử, chúng tôi xin lỗi quý vị chút xíu nha. Dạ, quý vị còn nghỉ chơi chút. Thường tọa Tư Nguyên ấy, thường tọa có nếu thường tọa Tư Nguyên đang có mặt trước máy phim, thường tọa trở lại trong khoảng 5 phút rồi thường tọa. Dạ. Dạ, quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Chắc thường tọa Tư Nguyên không có ở trước máy. Quý Phật tử chịu khó chờ, chờ một chút nha. Xin lỗi quý vị có nghe được không? Chào mừng, chúng tôi xin tiếp tục điều mà đã trình bày. Ở đây thì không phải khi chúng ta học thắng pháp hay khi chúng ta hành thiền thì chúng ta có thể đào sâu thấy rõ từng sát na một, chịu đâu thấy được. Chỉ có Đức Phật và những vị mà có đại thần lực á, thì các ngài mới có thể chia sẻ đến tận cùng, mà chúng ta gọi là chẻ sợi tóc lòng tư chẳng hạn. Đời sống bình thường của chúng ta, thưa quý vị, chúng ta không thể nhìn một sát na tâm, mà chúng ta nhìn vào tâm thức như là một dòng chảy. Và trong dòng chảy đó, nó có những nổi trội mà chúng ta thấy được, như tâm vui, tâm buồn, tâm sân, tâm tham, v.v. Nhưng mà những thứ mà pha trộn ở trong đó thì chúng ta không nhìn thấy được. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là, không biết quý Phật tử gặp không, nhưng mà một số người á, khi mà ăn cái món gì đó thì ăn cho có ăn thôi, miễn là đừng quá chua, đừng quá cay, nó lạc lạc cũng được.
có những người có trình độ sâu hơn thì ăn món này ngon, món kia dở. Có những người sâu hơn nữa, họ chỉ ăn món đó đó, thì họ biết ở trong đó có những cái nguyên liệu gì. Và thậm chí họ còn có thể về họ nấu được gần giống như vậy hay là giống như vậy. Điều này hơi khó tin, nhưng mà chúng tôi có gặp một vài người như vậy. Đến nhà hàng người ta dọn lên ăn, mình thấy cái kiểu đó, thấy nêm nếm về mình thấy nấu được. Còn có những người ăn cả đời mà cũng biết trong đó có cái gì, chỉ biết ồ nó ngon hay không ngon thôi. Thì như vậy là cái khả năng nhận biết một món ăn ngon hay dở nó cũng tùy theo trình độ. Đối với người tu thiền cũng vậy. Khi mà chúng ta không có tu tập được nhiều đó, thì thứ gì chúng ta lại có cảm tưởng như là tâm của chúng ta nó là một linh hồn hằng cửu, nó là một thứ tri giác và nó luôn luôn là như vậy, lúc nào nó cũng như vậy, nó không thay đổi. Nhưng một khi mà chúng ta có tu thiền và có những giờ phút quan sát nội tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng tâm nó không phải lúc nào giống nhau, nó có thay đổi. Thay đổi về cảm thọ, như cái lúc thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả. Nó thay đổi về tính chất, cách là phản ứng phiền não. Ví dụ có khi là tham, sân, si, khi là vô tham, vô sân, vô si. Nó thay đổi trong rất nhiều, có nhiều khi nó yếu ớt, mê mờ, như buồn ngủ, giả dự. Có những lúc nó phấn khích, hào hứng. Và như vậy, cái khả năng một người thắp sáng chánh niệm và thường sống với chính mình, thì mình sẽ nhận ra rằng ở trong tâm thức nó có một cái đặc điểm là sự hỗn hợp, có vui, có buồn, có tầm thường, có cao thượng, có tập trung, không có tập trung, có chánh niệm và thất niệm. Mình biết càng tu tập chánh niệm, càng nhìn vào thân tâm của chúng ta, thì thưa quý vị, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng ồ, không phải là một trạng thái của tâm, nó chỉ có một trạng thái thôi, mà nó có nhiều thứ. Và khi chúng ta nhìn thấy nhiều trạng thái đó, lâu này chúng ta cũng có thể nhận ra được là những trạng thái tâm nó bị chi phối những yếu tố khác nhau. Có một lần chúng tôi nghe một vị sư rất người Đài Loan, vị sư kể chúng tôi nghe một kinh nghiệm là năm đó vị này phát nguyện đi Đậu Đà, tôi sống trong rừng thời gian 6 tháng. Mà thời gian phát nguyện như vậy đó, thì tương đối là gặp nhiều thượng duyên lắm. Tìm được một khu rừng ở trên Chiêng Mài, cây cao bóng mát mát mẻ. Thỉnh thoảng có một vài người Thái Lan làm trong kiểm lâm, họ ra vào họ hỗ trợ sự tu tập sống trong rừng, sống hoàn khí. Thì vị đứa ở trong khu rừng được 2 tháng. Thì có lần đi xuống làng thì cực thực, thì cũng gặp một vị sư hành Đồ Đà khác. Mà vị sư này là nhà sư người Thái, lại nói thì tiếng Anh, nói làm tốt chứ không làm tốt. Thì vị sư mà đi Đồ Đà trong rừng thường không mặc cái màu áo, chúng tôi gọi là màu dư cải đó. Và quý vị qua Thái Lan nhìn thấy dễ nhận ra lắm. Và cái cách mang đồ đạc mình biết. Những vị sư mà ở thành phố, ở làng thường là đi ra ngoài rất là gọn, bởi vì đồ đạc bỏ một góc hết. Còn những vị sư mà đi ở rừng thì đi có khi theo mang theo dù, mang theo lều,
mang theo bình nước ấm để nấu nước chẳng hạn, thì thấy là biết. Thì vị sư Đài Loan này thấy những nhà sư Thái cũng là Đầu Đà thì hoan hỷ, và đặc biệt khi gặp vị đó nói tiếng Anh nữa thì hoan hỷ được. Nên chi vị này đến để tiếp xúc nói chuyện, và sau khi nói chuyện xong thì vị sư Thái, vị sư nói rằng tôi cũng biết cái chỗ này rất là thích hợp để Đầu Đà, để đi Đầu Đà trong rừng, không quá xa, không quá gần làng mạc, mà cảnh trí rất là tốt, yên tĩnh cho sự tu tập. Vậy là vị sư Đài Loan được cảm thấy thuyết phục bởi cái lời giới thiệu đó, nên đã cùng với vị sư Thái Lan đi đến khu rừng đó. Thì cái Đài Loan á, kể cho chúng tôi nghe là tuần lễ đầu thì vị sư này với cái vị sư Thái Lan trao đổi nhau rất là nhiều. Tại vì vị này không có biết nhiều cái thổ ngữ địa phương, nhưng mà lại biết nhiều về thuốc. Còn vị sư kia biết thổ ngữ địa phương lại không biết nhiều về thuốc ở trong rừng, nên chỉ nhau rất là nhiều. Nhưng vị sư Đài Loan đó nói rằng sao chỉ có 2 tuần lễ ở gần vị sư Thái Lan, thì vị này bắt đầu cảm nhận rằng mình giảm bớt chánh niệm hơn, mình nói chuyện nhiều hơn, và cái tâm tu tập mình đó, nó bị chao động nhiều hơn. Và có một hai vị gặp nhau để cùng đi khất thực. Tại khi mà buổi tối về ở cũng xa nhau lắm, buổi sáng hẹn khất thực, thì trên đường khất thực trở về đó, thì vị sư Đài Loan đều mới tâm sự với vị sư Thái Lan là tôi gặp sư, tôi thật sự hoan hỷ, học được nhiều điều từ ngôn ngữ cho đến một vài việc mà làm pháp đồ, làm tăng sự, làm pháp đồ và tăng sự. Nhưng mà sau mình nói chuyện thường á, nhất là lúc đi khất thực á, thì đi chung thì sẽ dần dà thấy là chánh niệm yếu lại, bị thất niệm nhiều, bị dao động nhiều. Thì cái vị sư Thái Lan nghe như vậy thì vị sư gật đầu và nói rằng tôi cũng thấy tôi có phần lưu sụp, chắc tại mình nói chuyện nhiều quá. Nói chuyện nhiều quá, và có những thứ mình rất là thú vị, thành ra mình hướng cái tâm mình qua chuyện khác. Thế là hai vị đồng ý là không có gặp nhau nữa. 2-3 năm sau thì hai vị gặp lại và đều chia sẻ kinh nghiệm. Chúng tôi kể câu chuyện này khi vị sư Đài Loan kể chúng tôi nghe đó, thì thứ vì có những cái trạng thái trong lòng mình mà mình không lắng nghe, không lắng nghe chính mình và không có đủ chánh niệm, thì chúng ta đã không thấy được nói gì với cuộc sống. Và nói theo dân gian gọi là bù lô bù loa, cuộc sống là luôn luôn là quan tâm chuyện này chuyện kia, ít có chánh niệm, ít khi nhìn lại chính mình. Và do vậy khi mà Đức Phật dạy chúng ta hãy nhìn vào chính mình, thì nhìn vào cái gì? Hãy nhìn vào chính mình là để mình nghe cái gì, nhìn cái gì? Không phải là mình ngồi soi gương để thấy mặt mình, hay là chụp hình để thấy mặt mình đâu, mà chánh niệm được thắp sáng. Bắt đầu thì chúng ta dùng hơi thở, chúng ta dùng bước đi để cột tâm, để tầm thói quen. Nhưng một khi mà cái hơi thở được nhìn rõ ràng, bước đi được nhìn rõ ràng và thường xuyên rồi, thì dần dà cái khả năng nhìn lại thân tâm của mình nó sẽ bền hơn, nó sẽ rõ hơn, nó sẽ liên tục hơn. Và khi nhìn bền, nhìn rõ, nhìn liên tục đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới có cái khả năng để thấy được à, đây là phiền não, đây là không phiền não, đây là cảnh tốt, đây là cảnh xấu, đây là những trạng thái sanh và những trạng thái diệt. Bây giờ biểu mình nhìn trả lời không thấy, mỗi lần nghĩ nhìn chính mình không thấy. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta thường tu tập chánh niệm, chúng ta sẽ thấy.
và một ở trong những điều mà khó thấy nhất của chúng ta, đó là tập tính hay là thói quen. Mình không thấy đâu nếu chúng ta không có tu tập chánh niệm. Nhưng từ quan sát thì mình sẽ hiểu rõ rằng à, mình có khuynh hướng nặng về sắc, về thinh, về khí, về dục, về vị, xúc. Mình có khuynh hướng nặng về cái gì đó. Mà nhờ như vậy đó, mình có một cái chiến thuật tốt hơn đối với phiền não. Và chúng ta càng có sự tinh tế đối với sáu căn, sáu cảnh, sáu thức thì chúng ta càng dễ tu thiền. Mặc dù chúng ta không có khả năng đi vĩ mô, nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận được, dễ thì cảm nhận. Chúng tôi lấy ví dụ như là bác sĩ thì họ biết rõ là mình thiếu magnesium, mình thiếu B12, mình thiếu cái này thiếu cái kia. Mình không có phòng, mình không có thể hiểu được chính mình như là bác sĩ nói, như là phòng lab nói. Nhưng mà mình có thể cảm nhận được là hôm nay mình khỏe, hôm nay mình yếu, hôm nay mình bị bệnh, hôm nay mình bị sốt, mình có thể cảm nhận được. Và rồi chính cái sự chia sẻ, phân tích giữa căn cảnh và thức trước, nó mở cho chúng ta một cái cửa sổ. Ở trong cửa sổ đó là chúng ta có thể can thiệp vào, mà chúng ta không nhất thiết là phải sống buông tay với định mệnh. Đây là một bước tiến rất là quan trọng của một người tu tập. Tại vì sao? Người không tu tập đó thì càng sống lâu thì càng bất lực với chính mình. Mình thấy rằng mình tham như vậy, sân như vậy, si như vậy, phiền não như vậy. Ban đầu có chút xấu hổ nhưng mà vô nghề quen. Thậm chí còn nói tôi vậy ai chịu thôi. Hay chính bản thân của mình á, mình nghĩ rằng mình không có cách sửa chữa. Nhưng một khi mà chúng ta hiểu Phật Pháp, học Phật Pháp, như Đức Phật đã nói rằng kẻ vô văn phàm phu thì không biết. Nhưng mà người có học hiểu cái đạo lý Bậc Thánh á, thì biết được một chuyện. Là không nhất thiết là cảnh xấu hay cảnh tốt á, mà nó phải là phiền não. Người mà có phiền não, gặp cảnh tốt của phiền não, gặp cảnh xấu của phiền não. Gặp cảnh tốt, tham, gặp cảnh xấu, sân. Gặp cảnh nào cũng phiền não hết, dù là tốt hay xấu. Nhưng mà chúng ta có tu, chúng ta có hiểu, học hiểu Phật Pháp, được Phật Pháp hướng dẫn, được Đức Phật hướng dẫn, thì chúng ta hiểu rằng nó có một kẽ hở là khiến cho chúng ta không nhất thiết là phải luôn luôn phản ứng tham đối với cảnh tốt và sân đối với cảnh xấu. Có cảnh xấu, có cảnh tốt đó. Nhưng mà chúng ta có những giờ phút dừng lại nhìn thấy bằng chánh niệm, chúng ta thấy có cảnh xấu, cảnh tốt đó. Nhưng mà do một lý do gì đó, bây giờ mình mặc y rồi, mình cạo đầu rồi, mình phải tiết chế chứ không thể nào nói năng phản ứng theo người đời thế gian. Hay còn giả khi mình đang tu thiền thì dần dần tập được cái tính biết làm lơ với chính mình. Làm lơ tức là ngài anh trên trang nói là con chó ngoan hàng xóm mà đến nhà mình cho nó ăn thì nó đến hoài, không cho nó ăn thì dần dần nó không đến nữa, tại vì nó không có ăn đến để làm gì. Thì có ai tin là chúng ta nuôi phiền não không? Có chứ, chúng ta nuôi phiền não. Mỗi lần cảnh hiện lên chúng ta nuôi phiền não thì càng ngày càng lớn, giống như con chó ngoan đến vậy đó. Và cái người có tu tập thì mình biết làm ngơ với nó, kệ nó. Khi nào mình nghe ai nói xấu, nghe ai chửi mình đó, thay vì mình bực bội phản ứng, nói tôi không có vậy, tôi đâu có tệ vậy đâu, tôi tại sao nói xấu tôi, tại sao này kia, thì lúc mình có chánh niệm biết là à, đây là cái dịp để chúng ta tu tập. Nghe người ta chê, người ta chửi mình thì bắt đầu hỏi ra vấn đề ở đây không phải là người ta chửi mình, người ta nói xấu mình. Vấn đề ở đây đó là mình có giữ được cái tâm ít bị dao động không, mình có thù oán hay không. Mình mới nghe chuyện đó thì mình có đùng đùng nổi lên tôi ý nghĩ là cái ông đó xấu thế này, xấu thế kia, tại sao nói tôi. Thay vì mình phải chửi bới hay là mình phản ứng hay là mình chê chặt hay là mình bực mình, thì cái chánh niệm nó cho phép mình là
Nó nói như vậy, nó lý trí của ta. Còn mình á, mình coi thử của mình sao. Hồi giả là mình chỉ biết nghe là nghe thôi, chứ không nhất thiết phải phiền não. Và nếu trong cuộc sống này, nếu trong cuộc sống này mà gặp cảnh xấu phải nổi sân, gặp cảnh tốt là phải dính mắt, thì cuộc sống chúng ta khổ, khổ lắm rồi. Khổ lắm rồi. Tại vì sao vậy? Tự nhiên trời nắng là trời mưa, tự nhiên trời nóng là trời lạnh, tự nhiên người ta thân thiện, người ta không thân thiện, tự nhiên có bữa ăn ngon, bữa ăn không ngon. Chúng ta càng tu tập, chúng ta càng đối diện với cái tốt cái xấu bằng sự bình tâm, thì chúng ta sẽ hiểu được một cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy rằng có dao động thì không có khinh đáng, có dao động không có khinh đáng. Tại vì cái tâm của chúng ta lúc nào nó cũng bị sẵn sàng chi phối hết. Quý vị tưởng tượng đi, mình sống ở trong một ngôi nhà mà nghe tin tức thì cũng phiền não, nghe hàng xóm nói cũng phiền não, ở trong nhà cũng phiền não, thì sao hạnh phúc được? Chúng ta ít nhất phải có những thời khắc, phải có cái khả năng để nhìn lại, phải nói rằng à, cảnh tốt xấu là chuyện cảnh tốt xấu, mình chỉ ghi nhận cái sanh cái việc thôi, không đi xa hơn, không làm lớn chuyện, không đòi này không đòi thích. Nhưng phải cái tu tập. Và Phật Pháp dạy chúng ta rằng những thứ này nó không phải là một cái gì đó nó cắt địch, nó là một khối như kim cương bất hoại, mà thật ra nó là một kết cấu của nhiều yếu tố mỏng manh. Quý vị qua hỉ chờ chúng ta chút xíu nha. Quý vị chờ chúng ta chút xíu. Nhà đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ạ.
Dạ, kính mong đạo cảm nhẫn trời trong giây lát hôm nay ngài Phật hiện mạnh quá. Dạ con mất cái này. Dạ xin lỗi quý vị, rất xin lỗi. Rất tiếc là hôm nay chúng ta không có chư vị giảng sư khác để tiếp chúng tôi cố gắng, nhưng mà nói tức là thưa quý vị là đôi khi chúng ta cần phải hỏi rằng tại sao mình phải đi vào thế giới vĩ mô và tại sao chúng ta phải học những thứ tâm này, thì thật ra nó rất lợi lạc nếu mà chúng ta hiểu rằng cuộc sống nó là một sự kết cấu của nhiều yếu tố, và trong những yếu tố này đó, nó có thể được sự can thiệp của ý chí, chứ không nhất thiết là chúng ta buông tay với cái sự chi phối của nghiệp quá khứ. Nghiệp quá khứ không phải là một định mệnh, nhưng mà ý chí hiện tại cũng không phải là một điều tuyệt đối phải gì phải có. Quý vị đừng lo là hôm nay nó bị gián đoạn nhiều, chúng tôi nói hơi khó hiểu. Tuần tới này chúng ta sẽ trở lại với tâm vô nhân, và chúng tôi hy vọng rằng tuần tới chúng ta không còn trở ngại như hôm nay, và đồng thời chúng ta sẽ có nhiều thời giờ để bàn về đề tài rất là quan trọng này. Xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính thiên chư tôn đức và cảm ơn tất cả quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Chúng ta sẽ có môn tương ứng bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Thân. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng trong rung thành kính tri ân ngài.